Báo chí Indonesia nhận định, dù thua kém nhưng Garuda đang có vốn ngon. Đầu tiên là tờ CNN Indonesia. Trong bài mới nhất nói về lịch thi đấu giữa đội tuyển quốc gia Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2024 viết, tuyển Indonesia sẽ đấu với Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo CNN Indonesia, trận Indonesia và Việt Nam là trận tiếp theo của lượt trận thứ hai bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Dịp này, hai bên sẽ gặp nhau hai lần. Đội tuyển quốc gia Indonesia được làm chủ nhà ở trận đầu, và trận đấu sẽ được tổ chức tại sân vận động chính Gelora Bung Karno, thủ đô Jakarta, lúc 20:30. CNN Indonesia trong bản tin mới nhất về trận đấu này nhận định, trận đá với Việt Nam là thời điểm quan trọng với Garuda, tức đội tuyển Indonesia. Bởi vị thế của đội bóng do huấn luyện viên Shin Tae-yong tạo ra vẫn chưa đảm bảo chắc chắn để Indonesia giành tấm vé đi tiếp. Tờ báo Indonesia cũng không quên nhắc về vị trí của Việt Nam tại bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Việt Nam đang đứng thứ hai với 3 điểm. Kết quả có được là nhờ một trận thắng và một trận thua. Vì vậy, việc ghi chọn 3 điểm là sứ mệnh của Garuda. CNN Indonesia nhận định, có sự lạc quan rằng thầy trò Shin Tae-yong có thể giành được 3 điểm trên sân nhà. Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Indonesia, Shin Tae-yong, nói trên trang web của Liên đoàn bóng đá Indonesia, gọi tắt là VFSI, rằng, chúng tôi sẽ chuẩn bị việc gặp Việt Nam để có thể giành chiến thắng. Không chỉ CNN Indonesia, nhiều tờ báo tại Indonesia đã liên tiếp có những bài viết liên quan đến trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Indonesia và Việt Nam vào ngày 21 tháng 3. Trưa ngày 20 tháng 3 năm 2024, trang bola.com của Indonesia đã đăng bài nhận định về trận Indonesia. Trang này cho rằng, dù thua kém nhưng đội Garuda lại có vốn ngon. Theo bola, đội trưởng tuyển Indonesia Adna Guimankulam đánh giá rằng trình độ đội tuyển của anh ta vượt trội so với tuyển Việt Nam. Adna vui tin rằng, sức mạnh của Garuda đã tăng lên với sự xuất hiện của một số cầu thủ mới, bao gồm cả những cầu thủ nhập tịch. Adna vui giải thích tại sự kiện họp báo trước trận đấu rằng, đúng, đội tuyển quốc gia Indonesia có nhiều cầu thủ mới. Tất nhiên, ở cấp độ đó, có thể chúng tôi đã vượt Việt Nam. Bola ngược dòng lịch sử, cho biết, kể từ lần đầu gặp nhau ở SEA Games 1991, đội tuyển quốc gia Indonesia đã đối đầu với ngôi sao vàng 15 lần. Kết quả, đội đỏ trắng tức tuyển Indonesia đã giành được 6 chiến thắng, 2 trận qua và để thua Việt Nam 7 trận. Bola đã không quên thừa nhận, sự vượt trội của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia quả thực đã trở nên bền vững hơn, kể từ giải đấu năm 2015. Kể từ đó, Garuda chưa từng giành được chiến thắng nào trước Việt Nam. Ví dụ, ở giải đấu năm 2015, Indonesia đã bị đánh bại tới 5 bàn mà không có cầu trả lời. Hơn nữa, ở giải đấu năm 2017, cuộc đối đầu giữa hai đội đã kết thúc với tỷ số hòa. Khi gặp nhau hai lần tại SEA Games 2019, Việt Nam đã giành được 2 chiến thắng với tỷ số 2-1 ở vòng bảng và 3-0 ở chung kết. Cho đến cuối cùng, đội tuyển quốc gia Indonesia đã thành công, khiến Việt Nam phải cầm nín ở bán kết SEA Games 2023. Trong cuộc đọ sức diễn ra trên sân Olympic Phnom Penh, Campuchia ngày 13 tháng 5 2023, Garuda đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Bola cho rằng thành tích kém cỏi mà đội tuyển quốc gia Indonesia ghi được tại SEA Games cũng không khác nhiều so với thành tích gặp nhau giữa hai đội ở cấp độ cao hơn. Trong nhiều trường hợp, Việt Nam đã vượt trội. Cho đến nay, đội tuyển quốc gia Indonesia và Việt Nam đã gặp nhau 16 lần kể từ lần đầu tiên thi đấu, vào năm 1993. Đội tuyển đến từ đất nước Bắc Hồ quả thực là một trong những đối thủ ở Đông Nam Á mà Indonesia khó có thể đánh bại. Kết quả cho thấy đội Garuda quả thực kém cỏi hơn. Indonesia chỉ thắng 4 trận tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, 7 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa, và 5 trận thắng thuộc về Việt Nam. Tuy nhiên, ở trận đấu vừa qua, đội tuyển quốc gia Indonesia đã bịt miệng những chiến binh sao vàng ở trận đấu bảng D ASEAN Cup 2023. Chiến thắng ở trận chung kết SEA Games 2023 và vòng bảng ASEAN Cup 2023 là vốn tốt để đội tuyển quốc gia Indonesia đánh bại Việt Nam một lần nữa, cũng như có được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong khi đó, cũng vào thời điểm trưa ngày 20 tháng 3, tờ Tribun Manado tiết lộ, sẽ có 6 cầu thủ trong tổng số 29 thành viên của tuyển Indonesia vắng mặt trong trận đấu vào ngày mai, bao gồm Do Asna Wimankulam, Joji Ahmad, Elkan Baggat, Jan Sesay Uri, Ratna Oti Akmanwen và Thom Hay. Trong đó Asna Wimankulam vắng mặt vì lý do cầu thủ này bị nhận án treo giò. Còn Joji Ahmad, Elkan Baggat và Jan Sesay Uri đang bị thương nhẹ. Và hai cầu thủ nhập tịch là Oti Akmanwen và Thom Hay đều không thể góp mặt ở trận đấu này. Tờ báo của Indonesia cho biết lý do, dù cho hai cầu thủ này đã nhập tịch,
nhưng họ vẫn phải chờ sự chấp thuận của Liên đoàn bóng đá Hà Lan, gọi tắt là KNVB, quốc gia của hai cầu thủ này trước khi nhập tịch Indonesia. Quá trình này cần phải được hoàn tất trước khi họ trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia Indonesia. Tribun Manado tiết lộ rách nát và thơm hay cùng bốn cầu thủ vắng mặt khác vẫn được góp mặt ở trận thứ hai gặp Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 3 ở sân vận động Mỹ Đình. Như vậy hiện tại Sinti, Ejong chỉ được lựa chọn được 23 cầu thủ trên tổng số 29 người. Tại bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2024 bảng F khu vực châu Á, Iraq đang đứng đầu với 6 điểm, vị trí thứ hai thuộc về Việt Nam với 3 điểm, tiếp theo là Philippines và Indonesia đang cùng có 1 điểm. Tribun Manado tự tin cho rằng, chiến thắng là không thể thay đổi đối với đội hình Garuda khi đối đầu với Việt Nam trong trận này. Nguyên nhân là do Garuda đang là đội đứng cuối bảng F, đội tuyển quốc gia Indonesia cần ít nhất 3 trận thắng. Và như vậy, Tribun Manado viết, hai trận gặp Việt Nam sẽ là sự hy sinh cho tham vọng giành vé vào lượt 3 của vòng loại World Cup 2026. Nếu tham vọng của Justin Hapnett và các đồng đội diễn ra suôn sẻ, thì đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ tiếp bước cùng Iraq, đội bóng hiện đang đứng đầu bảng. Và ngoài cơ hội lọt vào vòng tiếp theo, đội bóng của Sinti Ejong còn sẽ có thêm điểm xếp hạng từ FIFA. Được biết, đội tuyển quốc gia Indonesia hiện vẫn đang đứng thứ 142 với 1.072,66 điểm. Trong khi đó, Việt Nam vẫn đứng thứ 105 với 1.194,97 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia sẽ giành được rất nhiều điểm nếu đánh bại Việt Nam lần thứ hai. Một khi đội tuyển Indonesia giành chiến thắng, họ sẽ bỏ túi thêm 15,37 điểm. Nếu thắng cả hai trận, đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ giành được hơn 30 điểm. Nâng tổng số điểm mà họ sẽ có được trên bảng xếp hạng của FIFA là 1.1034 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc Garuda sẽ tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, với điều kiện 8 đội xếp trên Indonesia không giành được điểm trong các trận đấu thuộc khuôn khổ FIFA trong tháng này. Tribun Manado cho rằng, chắc chắn đội tuyển Indonesia có thể sẽ làm thay đổi vị trí của Philippines, đội hiện đang đứng ở vị trí thứ 139. Tin vui là Garuda đang ngày càng đe dọa vị trí của Malaysia.